được dựng nên từ bùn đất, chúng con chẳng đáng gì trước mặt Ngài, nhưng Chúa đã thương xót mà cứu chúng con bằng chính huyết của Ngài, bằng máu xương của Ngài, để rồi chúng con là một dân thánh, dân riêng cho danh của Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa vì trong tình yêu thương của Ngài mà chúng con được biết đến nhau. Amen. Ngày hôm nay chúng con cũng có tâm sự và trao đổi với anh Lâm, hiện đang ở bên Atlanta, yeah, ở Hoa Kỳ. Thì xin Chúa là đấng biết hết mọi sự, và Chúa hứa với chúng con rằng mọi cái ý tưởng của Ngài đối với chúng con đều là bình an chứ không phải tai họa. Amen. Thưa Chúa. Kể cả mọi sự Chúa sửa trị chúng con đó là ân điển của Ngài. Amen. Để rồi chúng con biết rằng chúng con phải trông cậy ở nơi Chúa, vì linh hồn của chúng con quý hơn tất cả mọi sự, kể phải, cả thiên tai. Để rồi chúng con quay trở lại với Ngài, Chúa ơi. Amen. Chúa là đấng chữa lành, vì Chúa hứa với chúng con rằng nếu ngươi lắng tai nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự công bình trước mặt Ngài, lắng tai nghe mọi điều và luật pháp của Ngài, thì ta chẳng dán cho ngươi một trong các tai họa nào mà ta đã dán cho xứ Ê-díp-tô, yeah, vì ta là Đức Giê-hô-va đứng chữa lành cho ngươi. Dạ. Ngươi con cảm ơn Chúa. Cảm ơn. Linh hồn chúng con cũng ngợi khen Chúa, vì mọi điều gì trong chúng con cũng đều cảm tạ Ngài. Dạ. Vì Ngài đã tha thứ các tội lỗi của chúng con, ừ, và chữa lành mọi bệnh tật của chúng con. Cảm ơn Chúa. Trong danh Chúa Giê-xu, chúng con cầu xin Chúa giơ bàn tay chữa lành của Ngài cả trên Amen. Lâm, Amen. Chữa lành cho anh. Amen. Tất cả mọi các vết của xương ở trên mặt, các vết xương của phần mềm, các tổn thương ở trong thân thể của anh thì được lành vì Ngài là đấng tạm dựng chúng con từ bùn đất. Amen. Làm được mọi sự, phải chẳng có gì khó trước mặt Ngài. Amen. Tin rằng cái điều này Ngài cũng sẽ làm. Cảm khi anh em chúng con biết rằng sự sửa trị của Chúa là ân điển để cho anh em chúng con quay trở lại với Chúa. Amen. Chúa thương xót anh chị và cũng chữa lành cho anh. Cảm ơn cha. Để giữ lấy lên trong anh một cái đức tin. Dạ. Và từ cái kinh nghiệm này anh sẽ là một cái bài chứng sống. Dạ. Cũng là một cái trường hợp để gây dựng những người có cần trong những thời gian sắp tới nữa. Amen. Sự dùng anh là công cụ trong tay của anh. Cảm ơn Chúa Giêsu. Để rồi anh cũng sẽ làm vinh hiển danh Chúa và cứu nhiều người. Dạ. An ủi và chữa lành nhiều người được. Còn cảm ơn Ngài. Con rơi sự kinh nghiệm của Chúa và chúng con được tìm cầu nguyện. Trong danh thánh Chúa Giêsu Christ. Amen.